Huy chào anh em chị em. Trong video ngày hôm nay Huy sẽ nhuộm cái mái tóc này. Đây là một cái mái tóc mà khá là khó nhuộm. Ở phần chân đen mọc ra khá là dài rồi. Và cái sợi tóc này là cái sợi tóc mà nó ăn màu cũng rất là khó ăn màu. Nhưng mà ở đây cái phần này là dập xù, biểu bì sợi tóc bị vỡ rất là nhiều. Thì trong cái video ngày hôm nay chúng ta sẽ nhuộm cái màu tông lạnh nha anh em chị em nhé. Thường nếu như mà tông lạnh chúng ta nhuộm trên những cái level như này nó rất là dễ bị sập vào cái phần đuôi. Thì trong cái video ngày hôm nay Huy sẽ xử lý, chúng ta sẽ sử dụng hai tip màu để chúng ta xử lý cái mái tóc này cho nó về một màu. Mái tóc này thì chúng ta sẽ rộng ở cái phần chân này trước. Bây giờ Huy sẽ pha thuốc anh em xem cùng xem nha. Đây là cái mái tóc, cái phần ngọn này khô sơ vỡ xốp hết rồi. Cái phần chân đen chất tóc khá là khỏe, tuy nhiên là bạn này giật xù rất là nhiều. Phần ngọn này là nhuộm, chúng ta nhuộm rất là dễ bị sập ngọn cái phần dưới này, nhất là với những cái tông màu lạnh là nhuộm là dễ bị sập lắm. Anh em xem quá trình Huy xử lý nhé. Trong video này thì Huy sẽ sử dụng hai mã màu. Mình sẽ sử dụng cái mã 811 và 822. 80% màu 811 và 20% màu 822 nhé. Và chúng ta sẽ đi UC9, chúng ta dọn một chân trước. Mình sẽ dọn một chân rồi để khoảng tầm 20 phút chúng ta sẽ kéo ra ngoài thân này. Anh em xem cùng xem Huy sẽ làm và cái cách trải thuốc nha anh em xem nhé. Với cái mái tóc này thì chúng ta lưu ý ở cái phần trải thuốc. Anh em xem trải làm sao mà cẩn thận đừng để nó len ra ngoài. Nếu như nó nem vào phần dập xù thì anh em xem sẽ bị cái tình trạng là nó dễ bị tình trạng là sập ở cái phần này. Mái tóc này chủ đạo chúng ta sẽ dùng 811 là chính, bởi vì bạn này chỉ muốn nhuộm một cái tông màu lâu lạnh thôi, màu lâu lạnh ánh rêu. Vì thế là chúng ta sẽ sử dụng chủ đạo là 811. 811 này nếu như anh em xem nào sử dụng trên một cái nền tẩy thì nó sẽ ra một cái cấp độ như là màu khoách sáng, còn với trên cái mái tóc mà không có nền thì nó chỉ ra được cấp độ như là một cái màu lâu lạnh nem một thấp thôi. Nếu như trên cái nền giống như ở phần đuôi này thì nó ra một cái màu kiểu như màu lục tanh. Bản chất thì ánh sắc nó hiển thị nhiều ấy, nó do cái cấp độ tông này thôi. Màu rêu này mình sử dụng ít thôi, bởi vì mình chỉ muốn là nó hơi một chút xíu ánh lạnh của rêu thôi. Chủ đạo là ánh 11. Trước khi chúng ta cho oxy vào thì chúng ta quậy cho đều thuốc đi rồi chúng ta hãy cho oxy. Oxy thì chúng ta có thể sử dụng oxy 9. Với những cái mái tóc như thế này ở cái phần dưới này thì anh em xem đi oxy cao một chút. Mình sẽ đi oxy cao một chút để nó không bị sập ngọn. Nhiều khi anh em xem nghĩ là nó có lèn rồi, các anh chị đi oxy thấp là nó sẽ bị sập lắm. Quậy đều rồi chúng ta sẽ cho oxy. Tỷ lệ oxy và thuốc là 1:1. Với cái màu của H9 này cái thuốc nó rất là bạc anh em chị em. Mình đưa thuốc vào mình quậy, cái độ nó rất là khỏe. Với cái mái tóc này thì Huy sẽ dùng oxy 9, bởi vì cái phần chân kia sợi tóc khá là đen, thế nên chúng ta sẽ cần phải lăn tông cái phần chân trước. Mình sẽ trải dặm thuốc. Tỷ lệ oxy với thuốc là 1:1. Sẽ quậy đều nhưng mà chúng ta tiến hành nhuộm. Anh chị em lưu ý, đây là một cái mái tóc khá là khó nhuộm anh em chị em. Cái chất tóc này là cái chất tóc khó nhuộm lắm. Còn bình thường nếu như đem nguyên thủy từ trong mà đen ra thì chúng ta nhuộm trực tiếp nó lên màu rất đẹp. Nhưng mà do đây là cái chất tóc nó ra rất là dài rồi. Bình thường nếu như biểu bì tóc của cái phần ngọn này nếu như mà nó mịn thì chúng ta có thể nhuộm cân bằng về màu rất là dễ. Nhưng mà do bạn này dập xù rất là nhiều, thế nên nếu như chúng ta trải vào đây mà nó bị sập ngay lập tức. Vì thế chúng ta cần phải xử lý làm sao để cho về màu nó hài hòa. Thì trong cái video ngày hôm nay các em chỉ để ý cách chải thuốc. Mình thận trọng cách chải thuốc đâu, mình chỉ cần thận trọng cách chải thuốc đâu, ok. Do cái phần này đen và nó khó ăn màu hơn, vì thế là chúng ta sẽ trải dặm trước, mình sẽ trải dặm một loạt trước. Giống như anh em xem nhuộm phủ bạc ấy. Cái cách chải thuốc này thì trên các cái video trước mình cũng đã chỉ cho anh em xem rất nhiều rồi. Bình thường anh em trên làm chúng ta sẽ phớt qua một chút như này, xong một lát chúng ta quay trở lại chúng ta dậm thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Ở cái bước này thì chúng ta sẽ trải đậm thuốc cái phần đen. Anh em xem thể để cái lòng bàn tay và chúng ta đánh thuốc ngang như này. Mình đánh ngang như này nó sẽ không bị đen xuống dưới, và đặc biệt là thuốc nó tán đầy vào được. Cứ như vậy chúng ta sẽ bắt từng lớp chúng ta tán thuốc. Trên kênh của Huy có rất là nhiều video trước đó anh em xem, nếu như ai chưa xem các anh chị có thể xem tham khảo.
những cái tông màu xanh rêu và màu xanh đen có rất là nhiều. Cái màu H9 này thì mình thấy khá là dễ làm đấy. Bình thường với những chất tóc nào mà đen tự nhiên, các anh chị chỉ cần lấy một ít màu thôi, chúng ta trải trực tiếp là về một màu. Trong cái hệ thống màu nhuộm thì trên những cấp độ màu không tẩy thì cái màu xanh rêu là cái màu khó làm nhất. Thì cái màu của H9 đa phần nó là màu nhuộm trực tiếp. Chúng ta có thể sử dụng cái mã 822, anh em xem nhuộm trực tiếp trên nền tóc men nguyên thủy nó ra màu rêu rất là đẹp. Nếu mà tóc hai khúc màu như cái này mà chất tóc cái biểu bì mà không bị dập xù ấy, mà biểu bì nó giống như cái phần thân này, thì các anh chị có thể nhuộm cân bằng. Nếu như ai sử dụng phương pháp nhuộm cân bằng thì các anh chị chỉ việc là cho thêm 30% màu tự nhiên 6.0 vào là nó cân bằng rất là tốt. Là chúng ta có thể trải từ trong ra ngoài được. Có cái màu nâu lạnh rất là đẹp. Màu nâu lạnh thì có cái mã trực tiếp là màu 723, rất là đẹp anh em chị em. Vì làm những cái video như này anh em chị em xem và tham khảo. Với những ai chưa dùng cái màu H9 thì các anh chị cứ dùng và cảm nhận. Màu này rất là dễ làm, nhuộm ra cái sắc nó rất là trong, rất là đẹp, sợi tóc rất là mềm. Đây là một cái sợi tóc khá là khô sơ. Một lát nữa anh em cho em cùng xem cái kết quả nha. Xem mà hay nhớ follow kênh của Huy nhé. Ở trên kênh của Huy có nhiều video lắm. Một tuần, trung bình một tuần Huy sẽ đăng một video mới. Anh em cho em để xem và tham khảo những cái video. Nhớ follow kênh để mỗi lần Huy đăng video mới các anh chị có thể nhận được video để xem. Mình cứ trải đậm thuốc cái phần đen này trước, ưu tiên cho nó lên tông. Xong một lát chúng ta sẽ xử lý cái phần dưới. Bình thường các anh chị trải ngay ra ngoài, những cái màu tông lạnh như này chúng ta trải ra ngoài là nó dễ bị sợ lắm. Với những cái mái tóc này mà để an toàn thì chúng ta sẽ nhuộm màu không sợ. Màu không sợ các anh chị có thể nhuộm màu cà phê. Nếu như mái tóc như thế này mà các anh chị nhuộm màu cà phê thì các anh chị sẽ sử dụng cái mã màu 575. 575 thì các anh chị lấy trực tiếp 575 mình cộng với 675, lấy hai mã đó cộng lại thì lại bằng nhau DOC 6 hoặc OC 7.5, thì chúng ta có thể trải từ trong ra ngoài về màu được luôn. Anh em chị em thể lưu cái công thức này vào, và nếu như gặp những chất tóc hai khúc màu như này thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp đó để cân bằng về màu rất là đẹp. Mà do bạn mẫu ngày hôm nay bạn thích cái màu sắc tông lạnh lạnh, thành ra Huy sẽ sử dụng phương dụng màu tông lạnh cho bạn. Màu này nhuộm cà phê, cái nền tóc này nhuộm cà phê để an toàn nhất. Cà phê hoặc sô-cô-la. Nếu như mà làm sô-cô-la thì chúng ta sẽ lấy 6.7 cộng với 5.7. Tại vì nếu như đi mũi tông 50 ấy thì nó hơi trầm. Các anh chị kết hợp 5.7 với 6.7 thì ra màu nó sáng hơn. Lưu ý là lựa chọn oxy 6 thì không sợ bị sáng chân. Chúng ta sẽ trải từ chân ra ngọn được luôn, màu nó cũng lên. Hoặc là các anh chị làm muốn sáng hơn thì mình sẽ đi oxy 7.5. 7.5 thì mình sẽ sử dụng oxy 6 và oxy 9. Đây các anh chị thấy mình trải thuốc nó không bị nem ra ngoài không? Mình trải đến đây thôi được rồi. Tại vì cái phần ngay cái phần dưới của bạn đây là bạn đã dập bấm nút xù rồi. Cứ như vậy chúng ta tán thuốc hết đầu. Cái phần này những anh chị nào mà cẩn thận thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cách để làm cái bước này. Sau khi mình trải xong thì anh em chị em có thể là để thời gian khoảng tầm là 20 đến 30 phút. Sau đây chúng ta kéo ra ngoài thân. Còn anh em xem là mà muốn xử lý luôn thì chúng ta có thể búng thêm màu tự nhiên. Màu tự nhiên cho cái mái tóc này thì chúng ta cho 30% màu tự nhiên vào và chúng ta kéo ra ngoài đuôi nha. Không sợ bị sập đâu, mình sẽ kéo luôn được luôn. Và trong video ngày hôm nay thì Huy sẽ không đi màu tự nhiên nữa. Tại vì trên các video trước Huy có làm như vậy rồi ấy, thành ra cái video ngày hôm nay Huy muốn làm nó khác đi một chút xíu. Anh em sẽ có thể xem tham khảo những video trước. Có rất là nhiều cách để chúng ta đưa được màu này. Mái tóc này nếu như anh chị nào mà muốn làm màu xanh rêu thì Huy thấy nó cũng dễ đấy. Màu xanh rêu là dễ làm hơn. Màu xanh rêu thì mình sẽ lấy 822 mình cộng với cả oxy 9, mình trải rộng vào chân. Trải rộng cái phần chân đen giống như Huy đang trải này. Xong bắt đầu là cái phần đuôi. Sau khi mình trải xong rồi thì mình sẽ búng thêm cái màu mix 033 vào để cho nó tăng cái hàm lượng màu vàng. Vì cái phần này nó có lền rồi. Nhiều anh em chị em cứ nghĩ là có lền rồi ấy, mình trải vào nó xanh nhưng không phải, nó xanh sậm xuống. Bởi vậy là mình sẽ cho thêm 033 và cho một chút xíu thêm oxy cao vào một chút xíu. Như vậy thì nó sẽ làm loãng ánh sắc của mình, loãng ánh sắc màu xanh ra, nó tăng cái hàm lượng màu vàng vào thì nó không bị sập đuôi.
tóc của bạn này thì cũng không có dày lắm đâu, chủ yếu là do bạn nó sập xù, cảm giác nhìn nó phồng dày lên vậy thôi. Mình cứ tán thuốc làm sao mà cái phần đen này anh em trên tán được ngang như này, chừa chừa lại một tí chân nhé. Không mình trải phớt qua hết một loạt, sau đấy mình quay trở lại mình dặn là chúng ta sẽ dặn từ chân chúng ta dặn luôn. Tóc dập xù nhiều quá mà không bị được nhẹ xù. Đó, chúng ta sẽ đánh thuốc, không để mình em bên dưới. Thực ra thì mình thận trọng thôi, chứ còn nó con em xuống một chút thì nó cũng không bị sập mấy đâu. Vì đây là cái mã màu này là mình đang sử dụng cái tông màu 811 mà. 811 thì nó sẽ không sập nhiều giống như là màu rêu. Màu rêu thì cái phần đấy nó sẽ dễ bị sập hơn. Đây là Huy đang tán thuốc qua một lần. Thì đây là cái cách mà Huy hay chẩn thuốc. Anh em trên nào mà hay xem video của Huy thì các anh chị cũng để ý rồi. Hầu như trong các video là Huy đều chẩn thuốc kiểu như này. Để chúng ta tán thuốc qua hết một lần, sau đó chúng ta quay trở lại cho dâu rộng. Như vậy thì nó sẽ hài hòa hơn. Thì chúng ta làm thì chúng ta làm một mình. Làm một mình thì chúng ta nên làm như vậy. Ở trên kênh của Huy có cái video màu trà sữa, anh em trên nào mà chưa xem thì các anh chị có thể xem tham khảo nhé. Với cái màu H9 này Huy thấy giá thành nó rất là vừa phải anh em chị em ạ. Anh em chị em salon nhập vào có 36.000 một tít thôi. Nhưng mà cái chất kem ấy, nhập vào có 36.000 một tít thôi, nhưng mà cái chất kem nó rất là bóng, rất là mềm. Đặc biệt là nó khá là bền màu. Nhuộm ra là sợi tóc đang khô sơ, nhuộm ra là mềm luôn. Với những ai mà chưa dùng thì các anh chị cứ yên tâm dùng cảm nhận. Bên Huy thì đưa sản phẩm cho anh em chị em dùng là luôn có cái bảo hành. Với tất cả những ai mà dùng không hài lòng đều trải lại được hết. Ánh sắc của hãng này Huy rất là thích. Mình nhuộm nó nền màu rất là chuẩn luôn. Nhớ mà xem mà ok, các anh chị nhớ follow kênh để theo dõi những video sau của Huy nhé. Đánh thuốc chúng ta cứ đánh ngang như này, nó sẽ không bị lem và nó đều thuốc. Nhiều anh em chị em trải thuốc là hay bị tặng thuốc đó. Đấy, anh em chị em để ý, mình trải thuốc là vì không có dùng ngược trải mấy, mà đa phần là mình dùng cái ngược mình đánh. Cái lòng bàn tay mình để ở đây, mình muốn đánh cái thuốc đến đâu thì mình di chuyển cái tay lên đấy. Như vậy là nó ăn thuốc luôn. Tẩy tóc cũng vậy đấy anh em chị em, trả nhiều thuốc tẩy. Nhiều khi anh em chị em trải một đòn tẩy là sau khi mình tẩy xong rồi ra sợi tóc nó không có đều, nhiều khi nó bị đọng tẩy. Làm những cái tông màu công sở này thì nó dễ, nhưng mà làm những cái tông màu ví dụ như mình tẩy ra cái lề nó không đẹp thì mình nhuộm màu thời trang nó dễ bị loang, chỗ thì nó sẽ sáng, chỗ thì nó bị vàng. Với cách chẩn thuốc chúng ta để cái lòng bàn tay chúng ta dâng cái tay lên góc độ này. Đấy, chúng ta đánh như vậy là nó ăn thuốc đúng không? Mình di chuyển lên cái tóc luôn, tay mình kéo căng cái sợi tóc đều lên một tí rồi mình đánh, như vậy thì thuốc nó sẽ ăn đều. Cứ như vậy chúng ta trải phớt hết đầu.
Nhưng mà sau khi chúng ta trải hết được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại chúng ta dặm thuốc một lần nữa anh em chị em. Chúng ta sẽ dặm lần này, chúng ta sẽ dặm từ trong ra ngoài luôn nhé. Đây, sau khi mà chúng ta dặm hết một loạt rồi thì bây giờ anh em chị em mình sẽ quay trở lại mình dặm. Tại vì lúc nãy là chúng ta chưa có vào thuốc ở da đầu ở phần chân đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh từ chân ra ra. Mình sẽ đánh tiếp một lần thuốc nữa từ chân ra đây luôn. Rồi chúng ta sẽ xử lý cùng luôn. Bây giờ mình đánh mình sẽ quay sang đây bên trước rồi ở bên này. Thuốc này chúng ta đánh bên kia trước rồi. Bây giờ chúng ta sẽ quay sang đây chúng ta đánh ở bên này trước. Lần này chúng ta sẽ phớt vào da đầu luôn. Những cái tông màu lạnh này thì chúng ta sẽ đánh vào chân trước. Thực ra thì cái mái tóc này là do cái phần dập sù thôi. Nếu không có phần dập sù thì mình sẽ xử lý từ trong ra ngoài luôn. Mình sẽ đánh vào da đầu luôn. Đó, như vậy anh em cho em cũng phớt khắp đầu luôn. Chúng ta sẽ đánh tiếp phớt thuốc thôi, lúc nãy chúng ta trải thuốc rồi, bây giờ chúng ta chỉ phớt thôi, chúng ta làm chưa thuốc thì chúng ta dậm lại. Như vậy thì nó sẽ đều hơn. Làm những cái tông lạnh thì chúng ta nên cẩn thận một chút xíu. Những cái tông ấm ấy chúng ta làm ấy có thể nó bị loang nổ chúng ta không thấy. Nhưng những cái tông màu tông lạnh này mà bị sáng hoặc là bị loang, chỗ có màu hay chỗ tối thì nó sẽ dễ bị lộ hơn. Thì thế như trên phần chậm. Tóc của bạn này thì cũng không phải là nhiều đâu. Do cái phần độ xù thì nó phồng đang lên màu rồi đấy. Ở cái phần đuôi kia thì các anh chị lưu ý nha. Nếu như khách hàng người ta muốn sáng ấy, thì chúng ta cái phần chân này chúng ta phải nâng tông đấy. Còn nếu như mà bạn ấy chỉ muốn chầm chầm vừa vừa thôi thì cái phần đuôi này một lát chúng ta sẽ xử lý cái màu tự nhiên vào. Màu tự nhiên thì chúng ta sẽ xử lý màu 6.0 cho thêm một chút màu 6.0 chúng ta kéo thẳng ra ngoài ngọn. Thì cái phần đuôi này có điều gì khá là nhiều, thế nên chúng ta sẽ bù cái sắc màu tự nhiên cũng rất là đẹp trong màu. Và như vậy thì cái phần đuôi nó sẽ giữ được màu, nó sẽ bền hơn. Nếu như mà màu 6.0 mà chúng ta cho thì chúng ta cho khoảng tầm 30%. Còn nếu như anh em trên là dùng 5.0 thì chúng ta cho khoảng tầm 15% thôi là được rồi. 15% đến 20% là ok. 5.0 chúng ta cho nhiều quá thì nó sẽ bị sẩm, nó bị tối màu. Nhưng mà nếu như chúng ta dùng màu 5.0 nhiều quá, sau này khách hàng người ta quay lại chúng ta làm màu ấy, nó dễ bị tối ở cái phần đuôi. Vì cái ánh sáng màu tự nhiên nó nhiều. Vì hay dùng 6.0. 6.0 sau này khách người ta quay lại người ta xử lý màu là rất là dễ. Nó không bị bắn sắc tạp màu tự nhiên, nên là nó rất là trong. Với cả làm những cái tông màu lạnh thì chúng ta sử dụng 6.0 nó sẽ tạo được ánh sáng màu lạnh đẹp hơn. Màu 5.0 nó kéo về sâu quá. Sau khi mà chúng ta phớt qua một lần thuốc, các anh chị nếu mà anh em trên nào để ý kỹ thấy nó lên màu rồi. Đây, lúc nãy là chúng ta chưa đâu, anh em trên để ý kỹ không? Này, mình trải thuốc này, nó lên màu luôn rồi. Đó, nó lên màu rồi. Mình phớt qua, bây giờ chúng ta quay lại cho nó rộng lại. Cứ như vậy chúng ta dặm hết cái phần thân này anh em trên nhé. Sau khi dặm xong thì chúng ta các bát thuốc còn lại búng một chút màu tự nhiên 6.0 và là chúng ta kéo ra đuôi luôn. Cái này thì các anh chị thận trọng với khâu trải thuốc của chị. Năm nay thì nó đang xu hướng những cái tông màu lạnh. Những cái tông màu lạnh thì cái màu H9 các anh chị có thể lấy cái mã màu 811 cộng với cả cái một chút cái màu rêu giống như Huy đang làm đây. Hoặc là anh em xem thì xem video hôm trước là Huy sử dụng một cái mã 7-23 của H9 cũng được. Các anh chị có thể ứng dụng theo hai phương pháp đó.
nếu như khách người ta mà thích cái tông màu nó lạnh ánh rêu nhiều thì các anh chỉ xử lý cho màu rêu nhiều một chút, còn nếu như người ta chỉ thích ánh lạnh lạnh thôi thì chúng ta sẽ đánh trực tiếp màu 723 cũng được. Đó, chúng ta sẽ đánh một chân như vậy. Cái màu rêu của hãng này nó khá là mạnh, bởi vậy khi nào mà anh em trên làm những cái tông nặng thì anh em trên lưu ý. Mình thích anh rêu nhiều thì anh cho nhiều, không là cho nhiều khi nếu như cho từ 10% đến 20%, còn nếu như anh em trên nào cho 30% trở ra là nó sẽ sang anh rêu rất là nhiều đấy nhỉ. Lưu ý cái phần đó. Đấy, anh em trên trả ra thấy nó lên màu rồi này. Ta sẽ tiếp tục trả cái phần bên này. Đây, bây giờ mình quay lại mình dầm cho nào nó đen thì mình đi thuốc vào. Các anh chị trải thuốc kiểu này thì nó sẽ đều hơn và nó gọn gàng hơn. Tại vì một mình làm ấy, mà nhiều khi chúng ta trải chậm quá thì cái nửa đầu lúc nãy mình trải trước ấy nó sẽ lên màu rất là sáng. Vì thế chúng ta sẽ trải dầm như vậy cho nó nhanh. Rồi sau đấy chúng ta quay lại cho ta phớt chỗ nào nó thiếu thuốc thì mình vào thêm thuốc. Cố gắng trả làm sao để người nó đọng thuốc anh em chị em nha. Tán cho nó đều. Đó, những anh chị nào để ý kỹ thì cái phần mà lúc nãy chúng ta vào thuốc ấy, nó đang lên màu rồi. Thì bây giờ chúng ta chỗ nào mà đen thì chúng ta đánh đậm đọng một chút, đậm thuốc một chút. Như vậy là mình được cái phần đen và cái phần chân. Sau đấy chúng ta xử lý cái phần đuôi thì rất là dễ. Bắt tóc chúng ta bắt vừa phải thôi, bắt đủ bản tóc thôi. Nhiều khi chúng ta bắt cái bản to quá, chúng ta trải không hết tay, nó dễ bị đọng thuốc, bị loang. Như ở cái phần sau này chúng ta trải lần hai này, chúng ta trải chỗ nào được chỗ đó luôn. Trải chỗ nào là chắc chắn chỗ đó luôn. Ra một cái màu bóng mạnh rất là đẹp ở phần chân. Làm màu bóng lạnh các anh chị nên có một chút rêu nếu như trên nền tóc nguyên thủy,
thì nên cho một chút gel vào, nó sẽ khử được cái tạp phẩm trong tóc, nó sẽ tạo ra anh em trên được cái sắc chuyển sang tông lạnh rất là đẹp. Đó, nó đang chuyển sang cái phần tông lạnh rất là đẹp rồi anh em chị ạ. Rồi sau khi chúng ta trải rộng cái phần trong này xong thì giờ cái bát thuốc còn lại chúng ta sẽ búng thêm một chút xíu cái màu 6.0 vào. Với cái mái tóc này thì Vi sẽ cho khoảng tầm 30%. Đây cái phần dập xù, do cái phần dập xù nên mình cho nhé. Còn nếu như tóc nó giống như cái phần này thì chúng ta không cần phải cho nữa, không sao. Nhưng đây cái phần này nó vỡ biểu bì rất là nhiều, mình bù chút màu tự nhiên vào cho đẹp. Bát thuốc còn lại, lúc nãy chúng ta nhuộm còn dư ấy, bây giờ Vi sẽ búng thêm 30% vào cái bát thuốc này nhé. Tính theo tỷ lệ của bát thuốc màu 6.0 tự nhiên. Xong chúng ta sẽ kéo thẳng ra đuôi luôn. Tóc này mình kéo, sau khi mình kéo xong mình để khoảng tầm 35 phút. Áng chừng 30 đến 35 phút là được. Ok. Nếu như cho 5.0 vào ấy, nó sẽ kéo màu về rất là tối. Anh em trên làm tông lạnh thì chúng ta nên sử dụng 6.0 thôi được rồi. Màu tự nhiên 6.0 sử dụng làm tông lạnh rất là đẹp. Dùng 5.0 thì màu nó tối. Bát thuốc này các em chỉ có thể cho thêm oxy vì chúng ta cho 30% mà. Thì oxy ở cái phần đuôi này, đây anh em xem lưu ý này, cái phần đuôi này các em chỉ có thể lựa chọn oxy 6 hoặc oxy 9 đều được. Mình sẽ lựa chọn oxy 6 vì oxy 6 là nhuộm bằng tông. Phần này thì mình sẽ lựa chọn thêm một chút oxy 6. Sau khi mà chúng ta quậy đều lên rồi thì chúng ta sẽ quánh từ giáp lai chúng ta đánh ra, kéo thẳng ra ngoài luôn. Sau khi kéo xong chúng ta để khoảng tầm 30 đến 35 phút là được. Rất là lâu rồi hôm nay mình mới gặp lại một cái tóc có qua dập xù. Nếu như cái phần đuôi giống như cái phần đuôi này thì các anh chị không cần phải cho thêm màu tự nhiên đâu. Tại vì cái phần đây anh em trên làm mà để ý kỹ ấy. Này. Thì cái phần đuôi với cái phần trong ấy nó ngang về ánh sáng rồi. Chủ yếu là cái phần đập sùng này thôi. Đánh động vào cái phần đập sùng. Bình thường tóc hai khúc màu thì xử lý cái này dễ này. Tóc hai khúc màu thì chúng ta cứ trải rộng cái phần trong trước, xong chúng ta trải rộng hết một loạt xong chúng ta kéo ra ngoài là được thôi. Không cần phải đi thêm màu tự nhiên nào nữa. Bây giờ nếu như anh em trên nào mà hay nâng tông, nó có rất là nhiều cách để làm. Chúng ta có thể nhuộm trực tiếp hoặc chúng ta có thể là nâng tông. Nếu như khách nào muốn sáng mình nâng tông trước thì anh em chị em có thể nâng tông, thay vì trước đây chúng ta dùng là 3.0 để nâng tông thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái mã màu 811 để anh em trên nâng tông. Như vậy thì nó rất là trong và rất là đẹp. Làm những cái tông màu tông lạnh thì chúng ta cứ dùng 81 chúng ta lên. Sau đấy chúng ta quay trở ra chúng ta nhuộm rất là đẹp. Thì dặm vào xong mình chờ cho cái phần này nó ăn màu, nó hạ tông một chút. Sau khi chúng ta đi cái bát thuốc này vào ấy, mình cứ cho màu tự nhiên này vào rồi thì một lát là cái phần dập sủ kia nó sẽ hạ tông về. Thì cái phần đấy biểu bì nó khá là vỡ khá là nhiều rồi. Thì nó sẽ ăn ánh sắc, nó ngậm nó ánh sắc rồi thì nó sẽ trầm màu xuống.
Cứ như vậy ở cái bước này thì chúng ta tắt hết tóc về sau, chúng ta chải đưa tóc về sau là được. Và cái phần chân lên màu rất là đẹp, rất là trong anh em chị. Là màu tông nặng nó rất là dễ, chỉ cần hai mã màu để chúng ta tạo ra rất là đẹp rồi. Còn nếu cái tóc nguyên thủy các anh chị có thể đánh trực tiếp cái mã 811 cũng được. 811 ra thì ánh sắc nó hơi lần lờ, nó sẽ tạo ra tóc trong tóc nó vẫn còn một chút xíu đánh cam. Như vậy thì màu nó không có bền, nó không trong. Mình cho thêm một chút ánh rêu vào để cho nó khử cái đỏ, khử cái cam trong tóc. Như vậy thì nó lên màu nó trong hơn và nó sẽ bền màu hơn. Sau này nó phai màu ra nhìn nó đẹp hơn. Đánh đậm thuốc ở cái phần đậm sù một chút để cho nó ăn màu nó sâu. Phần đuôi này vỡ biểu bì rất là nhiều nên là anh em chị em cho cái màu tự nhiên một chút xíu để cho nó bù sắc tố màu tự nhiên. Như vậy thì cái gì này sọc nó đỡ hơn. Nếu chúng ta đánh trực tiếp ánh sắc màu thực trang vào thì nó ánh sắc nó mạnh, nó sẽ bị bám sắc rất là nhiều. Đợi một chút xíu, phần chân đang lên ánh sắc rất là đẹp. Đây, tóc đen nguyên thủy thì nó lên màu rất là đẹp rồi anh em chị em. Đó, cái phần đen nguyên thủy. Cứ như vậy chúng ta massage hết đầu nha. Tóc này một phần dập xù từ đây đến đây và một phần từ đây đến đây, do bạn này dập xù xong không có nhả mới, không có nhả dập xù. Lưu ý là khi pha thuốc em sẽ pha quá thuốc một chút xíu. Với những cái tóc lập xù này nó hút thuốc rất là nhiều. Những cái tóc nào mà level nó cao, biểu bì nó vỡ nhiều, nó hút thuốc rất là nhiều. Làm tông nặng này, em trên làm lúc đấy mà mình pha thuốc ấy, kể cả các chị có dùng cân một lát chúng ta pha lại rất là khó, nó rất thiếu. Mình đang dùng một thiếu thuốc thì pha lại khó. Thuốc này đưa lên tóc massage rất là bóng, rất là mịn. Sờ cái tay cảm giác nó rất là mịn. Sờ
sợi tóc nó khô này thôi, nhưng mình chải thuốc vào lâu là sợ nó mệt lên mát lạnh, nhất là với những mái tóc dập xù yếu. Có nhiều khi anh em xem pha thuốc nhuộm chải lên tóc thì nó nóng tóc. Trong cái quá trình mà chúng ta chải lên tóc nó nóng tóc như vậy thì anh em xem xì nước vào nhé, đừng để sợi tóc nó nóng. Nóng như vậy là da sợi tóc nó sẽ khô, khô vỡ vỏ. Cứ như vậy chúng ta chải hết đầu rồi. Tóc này thì một lát nữa, sau khi chải xong mình sẽ để ra tầm 30 phút là chúng ta có kết quả. Phần chân mình nên chia lý thuốc không bị sáng chân, vì vào chân ngay từ lúc đấy là, nhưng mà cái chân tóc này không sợ sáng chân. Với cái lệnh tóc này thì ai muốn an toàn thì các anh chị sử dụng những màu cà phê, những cái tông màu cà phê hoặc sô-cô-la thì chúng ta cân bằng ra nó dễ hơn. Cân bằng sô-cô-la, cà phê thì chúng ta pha một bát thuốc thôi. Còn bát thuốc để mà an toàn nhất thì chúng ta lấy 577 cộng với 677 thì để bằng nhau. Rồi chúng ta cho khoảng tầm 30% của vitamin 6.0 điều chỉ 6 đảm bảo có một cái màu sô-cô-la đẹp. Màu cà phê thì chúng ta thay cái màu 75 vào là được. Có cái màu 575 với cả 675 chúng ta cộng với cả 6.0 thì lại bằng nhau cũng được. DOC6 là nó cân bằng về màu rất là đẹp. Rồi cái mái tóc này mình sẽ để đây khoảng tầm 30 phút nữa, chúng ta sẽ quay trở lại kiểm tra anh em chị nhé. Massage nó đều đi rồi, bắt đầu để khoảng tầm 30 phút rồi cho nó ngậm màu xuống. Tông nặng thì thường nó sẽ ngậm màu xuống. Như vậy chúng ta sẽ quay trở lại chúng ta kiểm tra nó ok. Ok thì mình sẽ tiến hành xả. Đây anh em chị em, sau khi chúng ta để được 30 phút thì đây là cái kết quả. Một cái mái tóc từ đầu xuống dưới đều về một màu rồi. Đặc biệt là cái phần lớp xù đều về một màu rồi anh em chị em nhé. Ánh sắc này một cái ánh sắc màu nâu lạnh, rất là đẹp luôn. Rất là trong, rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xả. Mình sẽ xả sạch cho anh em chị em cùng xem nhé. Ok. Với cái sắc màu nâu lạnh rất là trong, rất là đẹp rồi. Đó, từ trong ra ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi xả sạch, rồi ra sấy khô là cùng xem kết quả. Mình để như vậy nhưng không bị sáng chân anh em chị em. Ok.